đang tiến qua khán đài là mô hình của xóm năm xã Trần Đà với chủ đề Vua Quang Trung cưỡi voi ra trận. Trong lịch sử Việt Nam đã có vị vua từng thân chinh cầm quân đánh giặc, nhưng vừa nắm quyền chỉ huy, vừa quyết đoán phương lược, vừa đốc xuất chiến dịch và đi tới một mũi tiến công xông pha nơi hòn tên mũi đạn, thì chỉ có một Quang Trung. Hình ảnh người anh hùng áo vải đất Tây Sơn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng áo vải ấy với khí thế mãnh liệt, hào hùng, thiên tài quân sự của mình đã đánh tan 29 vạn quân Tây xâm lược, khiến cho bọn phán nước cổ vinh nghe nhè được nhé. Với mô hình vua Quang Trung cưỡi voi đánh giặc, nhân dân xóm năm xã Trần Đà muốn gửi đi thông điệp về lịch sử truyền thống của cha ông ta cho đến thế hệ trẻ ngày nay, lòng yêu nước quả cảm, vượt qua mọi khó khăn, thắng mọi thiên tai dịch bệnh để góp phần xây dựng đất nước và thành phố chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh. Chúc lễ hội thành viên 2023 thành công tốt đẹp. Đang tiến qua khán đài là mô hình chạy hội thành viên cùng vị công an của tổ chức phố 4.000 gian hàng. Kính thưa các quý vị, ai trong chúng ta từ nhỏ đến lớn đều mang trong mình những ấn tượng không thể quên, là từ đến Tết Trung Thu hay được rước đèn trên các con phố. Các mô hình đèn Trung Thu từ xa xưa đã được mô phỏng những hình của ngôi sao lăng cánh, đèn kéo quân, các con vật mà các em nhỏ thường gần gũi, yêu quý. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, các sản phẩm sản xuất từ nước ngoài đã du nhập vào Việt Nam và được các cháu thiếu niên nhi đồng yêu thích. Phải kể đến như Doraemon, Tom và Jenny, Chuyện Mickey, Robin.